Welcome back to my channel Terry Cuộc Sống Úc. Thì hôm nay video thì Terry sẽ cho các bạn xem cái khu mà mình và cậu mình đi câu. Cái biển này thì là rất là gần nhà của mình. Thì cũng như các bạn thấy là ở chỗ mỗi chỗ câu á, ở chỗ này á, người ta có để một cái bảng cho các bạn biết là ở chỗ này nó có những con cá nào. Thì các bạn cũng thấy là có rất nhiều loại cá, tôm, cua ở đây. Ở đây á, mấy con này á, là cái con mà đang được bảo vệ á. Nếu mà các bạn câu nó đó thì các bạn phải thả xuống. Nếu mà các bạn câu được mấy con này mà giữ luôn á là sẽ bị phạt. Thì cũng như bạn thấy ở đây là người ta có làm cho chỗ để mình làm cá đó. Mình đi câu ngoài khơi vô mình đi làm cá. Thì ở đây chính phủ người ta làm như vậy đó, để mình rửa ở ngoài này cho nó sạch sẽ, mình không có cần phải đem về nhà. Mấy con chim này nè, mình làm cá xong á nó ăn luôn mấy cái đồ ruột rồi đó. Mấy cái ruột đầu cá rồi á, mấy con chim này nó sẽ ăn, nuôi nó luôn. Giống như mình làm ở ngoài đây là sạch sẽ hết, vừa bảo vệ thiên nhiên mà vừa sạch sẽ nữa. Mấy con này là mấy con pelican. Hôm nay là gặp mấy con này thì mấy con này các bạn cũng thấy là nó rất là lớn, to dã man luôn. Nó ngậm mấy con cá ở trong miệng đó. Ở đây có một bầy luôn. Khi mà mình đi câu á, mình phải leo qua những cái tảng đá này nè. Khi nào mà mình câu thì mình sẽ cho các bạn thấy. Mấy con chim ở đây nó dạng lắm, nó không có sợ mình. Có lúc câu á, quăng chúng nó, cái nó ăn cái con mồi của mình, nó ăn mồi của mình rồi nó bay dính luôn cái lưỡi câu. Cũng như các bạn thấy thì chỗ này là người ta đang kéo tàu xuống nè. Dân địa phương ở đây á, người Úc ở đây á, người ta thường đi câu mỗi cuối tuần á. Cái chỗ này người ta thả tàu người ta xuống và người ta kéo lên nó dễ hơn. Rất là tiện lợi. Hôm nay không có sóng lớn. Nếu mà những cái lúc mà trời sóng lớn á, mấy cái chỗ này ghê lắm. Đánh, sóng đánh lên bự lắm. Sóng đánh lên cao lắm. Mà các bạn á, câu gần mấy chỗ này á, sóng lớn là nó lôi mấy bạn xuống á, nên rất là nguy hiểm. Nhìn mấy con chim nó bự ghê không? Thì người ta câu đó, nó nằm, nó lãng vảng ở đây nè để nó ăn mồi đó. Mình mà đi câu mình gặp mấy con này là mình bực lắm. Tại vì nó ăn mồi của mình chứ nó không có ăn cá. Với lại nó phá cá của mình nữa. Đó, các bạn thấy cái đằng cái mũi đó đó là mình phải leo qua những cái tảng đá này nè. Sống rất là gần đó, các bạn thấy không? Mình câu cá ở đây nó rất là nguy hiểm. Các bạn phải cẩn thận. Câu đợi trời không có gió lớn đó, thì mình câu được, các bạn thấy mình phải leo ra ngoài đó. Thì bữa nào câu đó, mình leo ra ngoài thì mình quay cho các bạn xem. Cái chỗ này cũng là cái chỗ mà mình tập lái xe nữa. Cái chỗ này tại vì người ta có cái chỗ đậu xe rộng lắm. Thì khi mà mình học bằng lái đó. Ý, con cá đuối. Oh my god, look at that stingray.
Thì ở chỗ này á, cá đuối nó nhiều lắm, các bạn cũng thấy đó, nó rất là gần. Wow, look at that. It's the first time I've seen it. Down there, there's heaps of little fish as well. Yeah. Just oh, there's a the puffer fish. We caught heaps. Mấy con cá đuối này á, các bạn phải cẩn thận, giống như là mình xuống đó mình mà các bạn có biết là có mấy con cá đuối này nó có độc ở trong cái đuôi của nó đó, nó đâm người cái là mình bị chết. Lần đầu tiên Terry mới thấy cái con nó bự mà gần vậy đó, ở ngay chỗ mình câu luôn. Mấy con chim nó không có ăn. Hai con luôn. Các bạn thấy hai con luôn. Ở dưới đó là những cái con cá nhỏ, những con cá nóc hòm đó. Mình thấy những con cá nóc hòm ở dưới đó. Thì mấy con cá nhỏ này chỉ cho mấy cái em nhỏ ở đây á, người ta câu giải trí thôi chứ không có ăn. Did you catch on the yellowtail? Yeah, but that was yesterday. Terry đang hỏi em bé này. Bạn thấy quá trời cá con luôn. There's heaps of them down there. Oh, that yellow tail. Yeah. For dinner? I don't eat seafood. Cái em nó nói là nó câu chơi thôi chứ nó không có ăn. But I really hope I get one of them now. Yeah. Oh, there's a big one there. See? Where? There. Oh, yeah, just there. It's just the bait. Yeah. Cá đuối nó tới nữa kìa. The stingray back again. Look at them. Yeah. It'll pull me into the water, you know that? Hmm. They're strong. They're two of them. Three of them. They're three. Ba con luôn các bạn. Ba con rồi. Thì hôm nay là lần đầu tiên mà mình gặp ba con cá đuối ở đây á. Cậu mình á, câu dính một con cá đuối ở đây nè, nó kéo cần mạnh lắm, mấy con này mạnh lắm. Mỗi lần nó ăn á là hả, nó kéo cái dây đúng mạnh luôn á, đứt phải cắt dây bỏ chứ không có kéo nó vô được. Hôm nay có dịp quay mấy con cá đuối này cho các bạn xem luôn, nó vô trong bờ kìa. Wow, như các bạn thấy nó rất là to, có con còn to hơn con này nữa. Yeah, there are three of them down here. Cận cảnh luôn, con này nó bự. Hôm nay trời rất là đẹp nên Terry tranh thủ quay cho các bạn xem cái chỗ này mà mình thường mình hay câu cá với cậu mình á, vào mùa hè thì nó rất là đông. Mùa hè đông lắm các bạn.
người ta đi bộ nè, chiều chiều người ta đi bộ, người ta đi câu cá. Ở bên này khi mà mình buồn á, mình đi ra ngoài này nè, mình nhìn biển rồi mình hít thở không khí trong lành rồi mình cũng dễ chịu lắm. Có lúc mình ở nhà đó, mình bực bội với lại mình cần phải đi ra ngoài, mình ra những cái chỗ này á, chỗ biển này á, mình thấy nó thoải mái lắm. Si quỳ, tới mùa si quỳ thì ở cái đó rong biển đó, tới mùa rong biển đó, nó ngập, nó tràn vô bờ đó, hôi lắm. Mỗi lần mà nó khô lại á, nó hôi cái mùi rong biển lắm. Thì giờ chiều rồi, thì chuẩn bị đi về. Mặt trời xuống. Hôm nay thì không có sóng nhiều, không có gió nhiều. Đó, khi mà mình câu là mình phải đi ra cái cục đá đó đó. Thì các bạn, bữa nào mình câu thì mình sẽ đi qua đó, mình quay cho các bạn xem. Mình đứng gần ngay cái mũi đó đó, cá nó nhiều hơn. Còn mình muốn an toàn thì mình câu trong cái cầu đó đó. Mặt trời xuống rồi. Thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái channel của mình. Và hy vọng là các bạn thích cái video của mình hôm nay. Nếu mà các bạn nào mà chưa subscribe á, thì hy vọng các bạn subscribe. Thì cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và hy vọng Thì gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.